Tối ngày 4 tháng 9, Bộ Y tế cho biết sau 24 giờ, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.521 ca ghi nhận trong nước, trong đó 4.734 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh có 4.104 ca, Bình Dương với 2.485 ca, Đồng Nai có 992 ca, Long An có 544 ca, Tiền Giang 148 ca, Tây Ninh 137 ca, Kiên Giang 125 ca, Đồng Tháp 120 ca, Quảng Bình 110 ca,

Phú Yên 29 ca, Quảng Ngãi 23 ca, Thừa Thiên Huế 22 ca, Sóc Trăng 21 ca, Bạc Liêu 15 ca, Trà Vinh 14 ca, Gia Lai 12 ca, Sơn La 9 ca, Thanh Hóa 8 ca, Bình Định, Vĩnh Long cùng có 7 ca, Cà Mau 6 ca, Lâm Đồng 5 ca, Ninh Thuận, Bắc Ninh cùng có 3 ca, Bến Tre 2 ca, Hà Tĩnh, Thái Bình, Lạng Sơn, Đắk Nông cùng có 1 ca. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 5.373 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 4.395 ca, Bình Dương giảm 1.191 ca, Đồng Nai tăng 6 ca, Long An giảm 20 ca, Tiền Giang giảm 6 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 511.170 ca nhiễm, đứng thứ 52 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 5.199 ca nhiễm. 10 trên 62 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Trong ngày 4 tháng 9 có 11.848 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày cũng có 347 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 256 ca, Bình Dương 45 ca, Long An 9 ca, Đồng Tháp 6 ca, Đồng Nai ngày 3 và ngày 4 tháng 9 có 5 ca, Khánh Hòa và Tiền Giang cùng có 5 ca, Cần Thơ và Đà Nẵng cùng có 4 ca. Đắk Lắk 2 ca, Hà Nội, Bình Phước, Cà Mau, Nghệ An, Quảng Nam, Vĩnh Long mỗi khu vực có 1 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.793 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới 2,1%. Trong ngày 3 tháng 9, có 210.119 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 21.046.279 liều trong đó tiêm mũi 1 là 17.998.754 liều, tiêm mũi 2 là 3.047.525 liều. Bộ Y tế ban hành quyết định về việc tiếp nhận và phân bổ 1.405.000 test nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo Hãy gửi về PLO A vòng pháp luật TB.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.